Ok, 3, 2, 1, vô. Chúng ta xin mến chào các bạn. Giờ đây khi màn đêm buông xuống là anh em chúng ta có được những quả đồ ăn hơi bị tươi sống. Đó là hải sản, cá. Này cá gì ta? Cá chim, giống cá chim thôi. Cá nghêu xào, mực và một lò bếp than. Bịch bùn bên bếp lửa hồng. Cái hàng nó ra nó nướng rồi chưa? Cái này là Hiếu ghi hình âm thanh về làm lại đó, cho nên anh nói chuyện đâu có ảnh hưởng gì đâu. Dạ rồi, chú có thể đi anh. Rồi, anh sợ ảnh hưởng gì anh. Ô tư thì anh nói. Đại khái là anh em chúng ta chuẩn bị ghi hình cận cảnh trước khi vào tuyệt đêm khuya. Hơi bị ấm áp nha. Giờ các đèn hỗ trợ của các bạn của mình mà mình ghi hình được hơi bị sáng. Đây là khung cảnh về đêm. Đêm mà nằm đây mà tắm biển thôi, không có miếng sóng luôn. Cái biển không có một miếng sóng luôn các bạn. Để chuẩn bị đêm này ta không say, ta không về. Một bình rượu sâm ngâm trứng yến. Ý nói sáng anh đẩy ngang qua, đẩy ngang qua. Đẩy nè, em bấm cái đẩy cho. Ok, 3, 2, 1, vô. Trên đi à, trên cứ lướt ngang qua. Ok. Cơ.
quá tuyệt vời. Bên kia là thành phố đó nè. Thấy biển về đêm không có một miếng sóng. Đứng đây mà không nghe một tiếng sóng, không có một gió, bên này biển, bên này tính là trời ưu đãi ha. Không bị mưa, không bị gì hết. Ờ. Trời đỉnh luôn. Cái đường giờ rõ luôn. Ừ. Em thích này. Ló bãi cây luôn. Điệp Sơn. Đau quá. Đảo Điệp Sơn. Đây là đảo Điệp Sơn về đêm. Âm thanh không có một tiếng nào ồn ào, không có một tiếng sóng. Tới đây chỉ có bình yên trong ta, không có sóng vỗ. Mọi cảnh vật rất là yên tĩnh. Anh em đang ngồi chờ chuẩn bị vô bàn. Đêm nay ta không say không về, làm anh.
single day.